Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Menomoto. Vừa qua, Yamaha Motor Việt Nam đã livestream công bố những mẫu sản phẩm mới bên mình. Và NVX 155 VVA cũng nằm trong những mẫu xe mới ở năm 2012 với các phiên bản màu mới, chất riêng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe NVX 155 VVA màu mới 2022 với những tông màu nổi bật, bắt kịp xu hướng thời trang và phong cách của người tiêu dùng trẻ. Ra mắt lần đầu tiên năm 2016, xe ga Yamaha NVX 155 VVA đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhờ hiệu suất động cơ tuyệt vời, vượt qua mọi đối thủ. Kế thừa nền tảng thiết kế dựa trên concept siêu xe tay ga thể thao Superbox Scooter, năm 2020, Yamaha Motor Việt Nam giới thiệu mẫu xe tay ga NVX 155 VVA hoàn toàn mới, góp phần khẳng định dấu ấn thể thao tiên phong và đột phá của Yamaha Motor. Hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, ưa thích dòng xe tay ga thể thao và cảm giác tự hào, mong muốn khẳng định phong cách riêng, xe tay ga NVX 155 VVA mang cái trải nghiệm lái hoàn hảo so với các yếu tố, sức mạnh động cơ mới, động cơ BlueCore 155cc VVA, có kết nối mới, ứng dụng Econet thông minh, bản lĩnh mới, thiết kế thể thao, đậm chất cá tính. Ở lần ra mắt năm nay, Yamaha NVX 155 VVA vẫn giữ nguyên thiết kế và tính năng. Bên cạnh đó, được bổ sung những màu sắc nổi bật hoàn toàn mới nhằm bắt kịp xu hướng thời trang và phong cách của người tiêu dùng trẻ. Đối với phiên bản NVX 155 VVA màu mới, chúng ta sẽ có 4 phiên bản màu phối với nhau cực kỳ nổi bật. Thứ nhất là màu xanh đen. Thứ hai là màu xám đen. Thứ ba là màu đỏ đen. Và thứ tư là màu đen. Với mức giá bán đề xuất của 4 phiên bản màu này là 55 triệu. Tiếp tục series giới thiệu những mẫu xe mới của nhà Yamaha, Grand Day 2022 cũng nằm trong mẫu thiết kế mới của nhà Yamaha vừa cho ra mắt. Với phiên bản hoàn toàn mới, Grand Day 2022 với thiết kế mới tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian, công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản Grand Day 2022 hoàn toàn mới với ý tưởng thiết kế dựa trên thông điệp tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian. Ra mắt lần đầu tiên năm 2014, Yamaha Grand Day đã gây được tiếng vang như một dòng sản phẩm tiên phong của Yamaha, áp dụng động cơ BlueCore Hybrid, mở ra một trào lưu dòng xe tay ga cao cấp. Và với lần ra mắt năm 2022 này, Yamaha Motor Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam mẫu xe Yamaha Grand Day hoàn toàn mới với ý tưởng thiết kế dựa trên thông điệp tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian. Thiết kế mới của Yamaha Grand Day 2022 là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và sự hiện đại, sở hữu những đường nét, đường cong, duyên dáng, nhẹ nhàng, tất cả nhằm tôn lên cái vẻ sang trọng, thanh lịch của mẫu xe cũng như là người lái. Mang đến một vẻ đẹp bất hủ vượt thời gian, xe được trang bị động cơ BlueCore Hybrid nhiều tính năng tiện ích mới. Nổi bật trong đó phải kể đến thiết kế ứng dụng điện thoại thông minh Econet. Với phiên bản lần này, Yamaha Motor Việt Nam định vị Yamaha Grand Day 2022 sẽ là một mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp, sở hữu vẻ ngoài thiết kế trẻ trung, thời trang nhưng không kém phần sang trọng tinh tế. Chính vì vậy, khách hàng mục tiêu của Yamaha Grand Day 2022 sẽ là những bạn nữ Gen Z, trẻ trung, năng động, thanh lịch. Họ là những con người tự chủ, độc lập, luôn hướng đến sự lựa chọn tinh tế cho cuộc sống của mình. Do đó, Yamaha Grand Day 2022 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng và là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho những cô gái hiện đại. Yamaha Grand Day 2022 có 3 phiên bản, bao gồm phiên bản thứ nhất, phiên bản tiêu chuẩn với mức giá đề xuất là 45.900, bao gồm 3 phiên bản màu: màu đỏ đen, màu trắng đen, màu đen. Thứ hai là phiên bản đặc biệt, giá bán đề xuất là 50.300, bao gồm 4 màu sắc: màu xanh đen, màu đỏ đen, màu đen, màu trắng đen. Và cuối cùng là phiên bản giới hạn, giá bán đề xuất là 51 triệu, bao gồm 4 phiên bản màu: màu hồng ánh đen, màu bạc đen, màu xám đen, màu xanh đen.
Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Trên đây là các series của dòng xe mới nhất của nhà Yamaha được thay đổi thiết kế mới. Anh em đừng quên cho mình xin một like và một chia sẻ. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình mới nhất, nhiều chương trình khuyến mãi và thời gian chính xác của xe về tại 15 ô tô. Thì anh em đừng quên nhấn like, subscribe nha. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.